Tại cuộc thi ăn cảng cua đá năm nay, những thí sinh tham gia tranh tài sẽ phải đập vỡ và ăn 25 chiếc cảng cua đá một cách sạch sẽ nhất trong thời gian nhanh nhất. Những ai để sót lại phần thịt trong cảng cua sẽ bị cộng thêm 30 giây. Giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay là ông John Marlen, 55 tuổi, sinh sống tại Miami với thành tích 14 phút 29 giây. Đây cũng là chiến thắng thứ ba của ông Marlen tại cuộc thi này. Tôi cảm thấy tuyệt vời khi có thể giành lại danh hiệu này vì tôi đã đánh mất nó vào năm ngoái. Tôi luôn cảm thấy mình có thể giành chiến thắng, nhưng thật tuyệt khi có sự cạnh tranh với những người khác. Trước đó vào năm 2017, ông đã lập kỷ lục của cuộc thi với thành tích 12 phút 54 giây.